Kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây mời quý vị đến với các tin chính ngày hôm nay của kênh Tin Mới. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khiến người Trung Quốc ngỡ ngàng, chỉ có Việt Nam là quốc gia duy nhất đồng hóa ngược lại người Hoa. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Tin Mới. Quý vị thân mến, nhiều người đã hỏi vì sao đã thống trị Việt Nam hơn ngàn năm mà cuối cùng Trung Quốc vẫn không thể đồng hóa Việt Nam, hoặc người Việt Nam vì sao mà khó đồng hóa như vậy. Thật thú vị và bất ngờ bởi những câu hỏi này và tương tự như vậy hiện là những chủ đề nóng của các diễn đàn tranh luận trên mạng Internet của người Trung Hoa bằng tiếng Trung chứ không phải của người Việt. Họ đã chất vấn nhau đại loại như thế này. Hơn 1.000 năm trước, khi nhà Tống lên ngôi Giao Châu là thuộc Trung Hoa, dù chị em họ Trương có nổi dậy thì cũng chỉ có mấy năm là dẹp yên. Thế mà vì sao từ đời Tống trở đi, các triều đại Trung Hoa không thể thu phục nổi Việt Nam? Hơn nữa, dân tộc Việt Nam, người Kinh ấy từ đâu mà ra? Hình thành từ lúc nào, người Hán chúng ta từ cổ xa xưa đã có sức đồng hóa cực mạnh, số dân tộc đã bị Hán tộc đồng hóa không đếm xuể. Tại sao trưởng ấy Nam Đô hộ vậy mà không đồng hóa nổi Việt Nam? Nếu An Nam là thuộc Trung Quốc từ thời đó, liệu bây giờ quần đảo Nam Sa có thành vấn đề không? Việt Nam còn chiếm được nhiều đảo ở Nam Sa như bây giờ hay không? Là người Việt Nam thì chắc ai cũng muốn chính mình tìm câu trả lời cho những câu hỏi thú vị đó. Lần này thì hãy cùng chúng tôi dạo một vòng sang người hàng xóm hùng mạnh của chúng ta để tìm hiểu xem có phải Việt Nam là quốc gia duy nhất đồng hóa ngược lại ở người Hoa không nhé. Chúng ta từng nghe nói rằng từ xa xưa một dải giang sơn mênh mông từ Nam sông Dương Tử trở về Nam là nơi các dân tộc Việt sinh sống và phát triển nền văn minh lúa nước rực rỡ. Thế rồi ngày nay hầu hết trở thành lãnh thổ và giang sơn của người Hán, dùng Hán ngữ và văn hóa Hán. Quá trình đó người ta quen gọi là Hán hóa. Vì vậy, nhìn lại lịch sử Bắc Việt và quá trình Hán hóa Bắc Việt là một cách ôn cố tri ân hữu ích. Đáng tiếc là thời gian xưa đó, lịch sử chủ yếu ghi chép lại bằng Hán ngữ cổ ở Trung Hoa, không dễ tiếp cận với đa số hiện nay. Thế nhưng sau hơn 1.000 năm bị bọn phong kiến người Hán thống trị và cưỡng bức đồng hóa, dân tộc Việt Nam vẫn không bị Hán hóa, vẫn giữ được nòi giống, tiếng nói và phong tục tập quán. Có thể thấy những vùng đất ở phương Nam như là Vân Nam, Hải Nam, Quảng Đông, mặc dù cách xa Trung Quốc nhưng sau đó khi Trung Quốc xâm chiếm đều bị đồng hóa. Đến cuối nhà Minh, dù người Hán đã bị người Mãn Châu đánh chiếm toàn bộ lãnh thổ, nhưng cuối cùng người Mãn Châu lại bị chính người Hán đồng hóa. Thế nhưng người Việt trải qua hơn 1.000 năm Bắc thuộc lại không bị như vậy. Đây quả là một điều kỳ diệu, có lẽ chưa dân tộc nào khác làm được. Đáng tiếc là chưa thấy nhiều người quan tâm nghiên cứu về vấn đề này. Một thành tựu vĩ đại đáng tự hào nhất của dân tộc ta. Vì sao tổ tiên ta có thể làm được kỳ tích ấy? Có người nói đó là do dân ta giàu tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, xã hội, có cơ chế làng xã bền chặt. Nói như vậy thì có lẽ còn chung chung, nếu đi sâu phân tích tìm ra được nguyên nhân cụ thể thì sẽ giúp ích hơn cho việc phát huy được các truyền thống quý báu của dân tộc ta. Thực tế cho thấy tổ tiên ta giành được thắng lợi chống đồng hóa không phải bằng đấu tranh vũ trang mà chủ yếu bằng tài trí. Xin nói thêm rằng khi căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc nổ ra vì vấn đề biển đảo Trường Sa và Hoàng Sa, Trung Quốc đã lợi dụng những người Hoa sinh sống ở Việt Nam để gây nên sự rối ren trật tự chính trị. Theo đó, chính phủ đã cấm họ có hai quốc tịch, ép buộc những người Hoa ở đây hoặc là chỉ mang một quốc tịch Trung Quốc hoặc phải sống với danh nghĩa là người nhập cư. Thế nhưng, với lòng nhân ái sẵn sàng giúp đỡ của mình từ những năm 1995, chính quyền Việt Nam đã tạo điều kiện giúp đỡ, tuyên bố rằng các kiểu dân Trung Quốc ở miền Bắc sẽ nằm dưới quyền lãnh đạo của Việt Nam, sẽ được hưởng quyền lợi sống công dân Việt Nam và sẽ được khuyến khích tự nhận quốc tịch Việt. Điều này khiến cho những người Hoa tại đây cảm động đến nỗi một người Hoa tị nạn đã phải thốt lên rằng: "Chúng tôi là những người sung sướng nhất. Người Hoa ở miền Bắc có tất cả đặc ân và quyền lợi của công dân Việt Nam và không phải chịu thiệt thòi nào." Trong lời tâm tình của một người Việt gốc Hoa chia sẻ có đoạn: "Trong sinh hoạt hàng ngày, chúng tôi đã hòa mình vào cộng đồng dân tộc Việt Nam. Cái ranh giới dân tộc Kinh hay là Đường cũng không còn tồn tại trong ý thức chúng tôi. Người Việt gốc Việt và người Việt gốc Hoa khi nói chuyện với nhau đều tự nhận người Việt mình."
Đến khi Trung Quốc kéo giàn khoan 981 và xâm hại lãnh thổ Việt Nam, chúng tôi vẫn hòa mình vào dòng cảm xúc Việt để đấu tranh cho chủ quyền lãnh thổ. Từ hàng triệu kết quả đó, có thể thấy đa số dân mạng Trung Quốc đều có chung một thắc mắc lớn là vì sao bị Trung Quốc thống trị lâu thế mà người Việt Nam vẫn không nói tiếng Trung Quốc. Nói cách khác, họ coi đồng hóa ngôn ngữ là tiêu chuẩn đồng hóa quan trọng nhất và đều thừa nhận Trung Quốc đã không đồng hóa nổi Việt Nam. Họ tỏ ra tiếc nuối về sự kiện Việt Nam sau hơn 10 thế kỷ từng là quận huyện của Trung Quốc, cũng từng dùng chữ Hán hàng nghìn năm mà rút cuộc lại, trở thành một quốc gia độc lập dùng chữ Latin hóa. Ngày nay, là nước chống lại mạnh nhất chính sách xâm lấn Biển Đông của Bắc Kinh, không chỉ là quốc gia vững vàng, không bị đồng hóa, Việt Nam thậm chí có lẽ còn là quốc gia duy nhất đồng hóa ngược lại. Tiêu biểu nhất chính là nền văn minh lúa nước từ đất Nam chúng ta, dân tộc Việt khác hẳn với dân tộc Hán cả về nguồn gốc, chủng loại cũng như văn minh. Đặc biệt thì nền văn minh nông nghiệp trồng lúa nước của ta đã có những đóng góp quan trọng vào nền văn minh Trung Quốc, văn minh Hoàng Hà. Qua thời đại chống Bắc thuộc và qua kỷ nguyên Đại Việt, cái gốc văn minh sông Hồng cũng không hề bị chóc rễ. Tuy sự thực cây văn hóa Việt Nam bị chặt trụi khá nhiều cành và đã bị lắp ghép nhiều cành nhánh mới, nhiều yếu tố văn hóa Việt đã bị mất mát, văn minh Đông Sơn bị giải thể cấu trúc, những yếu tố của nó hòa trong nền văn hóa dân gian. Người ta thường xuyên quen mỗi sự kiện là từ Tần, từ Hán trở về sau khi Trung Quốc đã thôn tính xong khu vực Trường Giang, rồi Châu Giang thì nền văn hóa trồng lúa nước ở phương Nam trồng lên, nền văn hóa trồng khô ở Hoa Bắc và hội nhập vào văn minh Trung Quốc. Trung Quốc đã chữa nghĩa hóa nhiều thành tựu văn hóa phương Nam là văn hóa truyền miệng của các sách vở Trung Quốc. Về sau, người Việt học lại nhiều điều vốn là kinh nghiệm, là ký ức của tổ tiên mình, nhưng đã qua sự sửa đổi khái niệm hóa của học giả Trung Quốc. Sự nguyên tượng của bản cổ vốn là huyền thoại bản cổ của tổ tiên người Dao. Thần nông theo ngữ pháp Trung Hoa thì phải là nông thân, vốn là anh hùng văn hóa của người Việt. Chuyện lưu lang chức ngữ gắn liền với hiện tượng mưa ngâu ở phương Nam cũng là một sự tích Việt Nam được ghi lại bằng Hán văn. Lịch tàu âm lịch như đang dùng hiện nay chỉ mới lưu hành từ thời Hán Vũ Đế và chỉ dùng với khí hậu thời tiết miền Kinh Sở, chứ không dùng với khí hậu Hòa Bắc. Các lễ hội mùng 5 tháng 5 âm lịch, rằm tháng 7 âm lịch, Trung Thu rằm tháng 8 âm lịch vốn đều không xuất phát từ Hòa Bắc mà đều có gốc tích ở miền Sở Việt, tức là vùng trồng lúa nước phương Nam. Còn có thể kể ra nhiều lắm, nhiều cái giống nhau giữa Việt Nam và Trung Quốc là do Trung Quốc đã du nhập vào văn hóa lúa nước và cấu trúc văn minh Trung Hoa. Theo Watt Chapper, thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, nghệ thuật trồng lúa nước và thuần hóa súc vật đã được người Tàu thấu hóa từ những chủ tộc mà họ khinh bỉ tại phương Nam xa xôi. Trong tác phẩm vĩ đại trên 10.000 trang, nhà sử học thiên tài Joseph Nestan đã nêu 25 điểm đặc trưng của văn hóa hòa bình được người Việt du nhập vào đại lục Trung Quốc theo vết chân di cư của mình để kiểm chứng và có ảnh hưởng đến văn hóa Trung Nguyên. Có lẽ là các tục thờ cúng tổ tiên, tục mở hội mùa xuân, mùa thu, tục cấy vợ, gả chồng theo quan niệm tự do luyến ái, chứ không theo tục cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Văn hóa biển và sông nước, kỹ thuật đóng tàu dài, kỹ thuật trồng lúa nước, làm dụng cụ bằng tre. Video của kênh Tin Mới xin phép được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!